Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đến buổi hình hôm nay. Như hôm nay em có nhật bộ mẹ con cam pháp nha, bộ mẹ con cam pháp ôm đực ba bê cô chú anh chị. Con bồ đực này được 1 tháng rưỡi rồi nha. Con bồ đực thì khỏi đổi được cô chú anh chị, ra lực nè, chân bóng nè, chân móng sò nha, chân rất là to cô chú anh chị. Bò này bao đẹp luôn nha, con đực ba bê này được 1 tháng rưỡi rồi nha. Trời ơi, con bồ đực hết biết rồi cô chú anh chị ơi, dài lưng nó lực nè, bồ đực nha, rất là tốt luôn. Con mẹ thì khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi, con mẹ là tàn nhất luôn nha. Con mẹ đẻ cái đứa thứ hai cô chú anh chị, con mẹ nè, nếu mà kiếm được con thứ hai cũng hơi cực luôn cô chú anh chị ơi. Con bò quá trời nó bự luôn nè, cô chú anh chị nhìn thấy không, em quay mà nó muốn hết cái màn hình luôn nè. Bò quá trời bò luôn, bò đẻ lứa lên lứa này lứa thứ hai nha. Đây chân móng này nè, móng sò luôn nha, chân sao đây nè, sò luôn nha. Đây chân rất là to của chú anh chị ơi, nè rất là to luôn nha. Đây ngúng yếm nè, ngúng yếm mà là thật nha, vú thì 4 đều nha. Trời ơi, bộ vú nó của chú anh chị nhìn thấy không, hết biết chưa. Bò lẻ lưới này lưới thứ hai nha, chân móng là hoàn thiện nha, không có ổ xe, không có xuống vú vú gì hết của chú anh chị. Bò này tặng nhất cho cô chú anh chị, con bò này sau sân khu nếu em đo là 1m4 nha, quá đậu bò được cô chú anh chị ơi. Bò kem xe lưng chính luôn nha, đây xe mặt con bò này, xe mặt chính luôn nha, mặt rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, sừng cũng rất đẹp. Bộ bò này nếu kiếm được bò thứ hai gì cũng hơi cực nha cô chú anh chị. Con mẹ rất là mát sữa luôn cô chú anh chị ơi, mẹ em con mà còn rất là mập luôn. Con bò này tàn nhất cô chú anh chị, quá trời bò luôn cô chú anh chị ơi. Ai mà xài hàng độ hàng VIP thì là mấy chơi bò bò này nổi nha. Bộ bò này có mức giá là 38 triệu cô chú anh chị, 38 triệu là giá tại chuồng nha, quá trời con bò luôn cô chú anh chị ơi. Bò lúc lại giá nói chứ lúc trước là khoảng 40-50 triệu nha. Bộ bò nè, con mẹ thì khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi, con bò này mẹ là tặng nhất luôn nha. Mọi mẹ đẻ lứa này lứa thứ hai nha, rất là tốt luôn. Con được qua bê nha, được qua bê nè, chân móng của chú anh chị nhìn thấy không, mẹ rất là tốt luôn. Thì bò có đẻ rồi thì em sẽ bảo hành cho chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có lòi hay lú gì á thì em sẽ chở bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Bộ bò này là hàng VIP của cô chú anh chị, ai mà xài hàng độ hàng VIP mấy quốc bộ bò thì được nha, quá trời bộ bò luôn. Không được nè, được của bên, được của bên thì khỏi nói luôn cô chú, nhìn con nhỏ mày mới con thăng rưỡi mày, chân móng đó nè, cái chân nó y như cái cục đình dài nè, đít thì cô chú anh chị nhìn thấy không, cực kỳ luôn. Bò này quá trời con bò được luôn cô chú anh chị, rất là tốt luôn nha. Bộ bò này có mức giá là 38 triệu của chú anh chị, 38 triệu là giá tại chuồng nha. Hàng VIP nha, cực kỳ luôn. Con được qua bê nè, thì bò có đẻ rồi em sẽ bảo hành cho chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có lòi hay lú gì á thì em sẽ chở bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Nếu cô chú anh chị nào có thích kênh của em thì cho em một like và một đăng ký kênh để em tiếp cận được nhiều người và có những con bò đẹp để cô chú mình tham khảo và lựa chọn nha. Cô em thì phát sóng hàng 12 giờ trưa và 6 giờ chiều cô chú anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin, nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua chiếc diễn kinh tế thì alo nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em kết thúc video tại đây nha, em xin thân ái kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.